tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, và ngày hôm nay sẽ thẩm vấn hai bị cáo là Trương Mỹ Lan và bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Capella. Trong 4 ngày tính từ ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã thẩm vấn 77 trên 86 bị cáo có mặt tại phiên xét xử. 5 bị cáo đang bị truy nã, 2 bị cáo xin vắng mặt. 77 bị cáo đã bị thẩm vấn gồm các cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng SCB qua các thời kỳ, cựu cán bộ thanh tra chính phủ, cựu cán bộ kiểm toán nhà nước và các cựu lãnh đạo nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Các bị cáo này đều thừa nhận hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô số tiền hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB như cáo trạng truy tố.